Khi nhắc tới các cô nàng nhà hát Hường, ngoài những màn biểu diễn đỉnh cao trên sân khấu hay những lần xuất hiện đầy chanh sả của các cô gái tại các sự kiện lớn, còn có những khoảnh khắc thân thiết như chị em ruột giữa các thành viên. Quãng thời gian trải qua cùng nhau đã khiến cho sự gắn kết giữa các cô gái trở nên bền chặt hơn bao giờ hết và cho ra đời cả những màn teamwork đỉnh cao nữa. Vậy nhưng đôi khi, đứng trước những khoảnh khắc khó đợi của các thành viên, tình chị em thân thiết này cũng không thể khiến các cô gái che giấu đi sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Thậm chí đã có nhiều lần, Blackpink còn phải dành cho thành viên cùng nhóm ánh mắt đầy phán xét bởi hành động tấu hài đầy vô tri. Vậy để biết được những kiểu phán xét của Blackpink, hãy cùng N2T K-pop khám phá trong video ngày hôm nay bạn nha! 1. Tại concert Melbourne. Tại concert Pumping Melbourne, khi đến phần trò chuyện giao lưu cùng khán giả, giọng ca Gon đã khiến tất cả tan chảy khi bất chợt quay sang Lisa và đưa một cái ôm thật chặt. Nhưng trái ngược với khung cảnh lãng mạn này, hai cô chị cả của nhóm lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Bộ đôi Jennie và Jisoo khi quay sang nhìn một màn phát cẩu lương này đã đồng loạt tắt đi nụ cười trên môi và gửi đi sự phán xét tận cùng của ánh mắt của mình. Vậy là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, vì sau đó Jennie đã nghĩ ra phương pháp trả đũa bằng cách cùng Jisoo tự tái hiện lại khoảnh khắc lãng mạn này. Đúng là dù có kỳ thị tới đâu đi chăng nữa thì các cô gái của chúng ta vẫn không thể ngăn được việc bày tỏ tình cảm với nhau. 2. Trong Blackpink House. Trong chương trình Blackpink House, khi đang uống trà sữa mà tự nhiên theo làm đại sứ ngang, nên Lisa đã bật mod diễn sâu và vào vai một người mẫu quảng cáo cho chai trà sữa mà mình đang uống. Dù cho chị cả Jisoo đã cố gắng che lại hình ảnh vô tri này của cô em trên máy quay, nhưng điều đó vẫn không ngăn được đam mê cháy bỏng của nữ dancer này. Để khiến cho video quảng cáo chân thực hơn, giọng ca La Lisa còn bổ sung thêm lời nhắc, hãy gọi cho tôi hết sức quyến rũ, khiến Rosé ngay lập tức quay đi và bày tỏ vẻ khó hiểu. Cuối cùng, nàng sóc đã chốt hạ bằng câu cà khịa đầy yêu thương rằng chắc hẳn Lisa sẽ không có hợp đồng nào sau này nữa đâu, khiến Blinstein mần cười ngã nghiêng trước tình bạn thấm thiết giữa hai nàng. 3. Trong Radio Show. Trong chương trình radio của Jun Yumi, Lisa đã khiến fan cười ngã nghiêng bởi tình bạn sâu đậm giữa cô nàng và Jennie. Cụ thể, nàng Út đã kể lại với mọi người rằng bản thân đã nói với Rosé rằng mình rất muốn ăn xoài bằng chất giọng Aegu ngày hôm trước. Rosé là mặn của một cô tiếp. Khi em Út thực hiện lại giọng điệu đó, Jennie đã lấy tay che miệng vì sốc nặng, rồi dùng cả hai tay để ôm đầu một cách ngẫm như thể đang từ chối cô em sơ hở là làm nũng của mình. Thậm chí khi mọi người đang bàn tán rơm rã, đại ca Jennie ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài bất lực trước hình ảnh dịu dàng và đáng yêu khác lạ của em mình, để cuối cùng chốt hạ bằng một câu cảm lạnh rằng chúng ta không nên để Lisa ăn xoài sau này nữa. Một màn chị em của họ đen hồng khiến Blink ngồi xem không thể ngừng ngao ngán. Chị em gì mà hay hơn thua, hay phán xét quá đúng không Blink ơi? 4. Tại soundtrack Paris. Vào buổi soundtrack trước concert tại Paris, hỏi hát Hương đã chiêu đãi fan bằng những khoảnh khắc mặn mà khi sơ hở là tiểu phẩm. Cụ thể, khi tới ca khúc Don't Know What To Do, Rosé đã nhận được một món quà bất ngờ từ một bạn fan bên dưới. Đó chính là một bó hoa chứa đầy yêu thương. Nhưng vì quá mê chị cả rồi mà ngay sau đó nàng sóc của chúng ta đã quay về phía Jisoo đang đứng và quỳ xuống để có thể tặng bó hoa, hệt như đang cầu hôn Kim Brush của mình vậy. Vậy là cái gì đến cũng phải đến, Lisa đứng bên đã xem và đã đánh giá, từ cảm thấy bàng hoàng cho đến chấn động sâu sắc trước tình cảm của hai chị em nhà mình. Thậm chí cô nàng còn không giấu được tiếng cười lớn trước cảnh tượng này. Không ở gần nhau thì thôi, mà hãy ở gần sơ hở là có thể diễn tiểu phẩm thế này đây. 5. Trong soundtrack Los Angeles. Trong khi trình diễn Type of Girl tại soundtrack Los Angeles, Jennie và Rosé đã đứng cạnh nhau và có những tương tác đáng yêu cùng fan. Nhưng do trình diễn quá hăng say, nàng Mandu đã chê lớn kéo áo khoác ngoài ra và để lộ outfit xuyên thấu hết sức sexy ở trong. Nhưng đáng nói là khi kéo khóa áo xuống, nàng Man Rapper còn kéo từ từ sao cho hành động của mình thật khớp với giai điệu bài hát, khiến fan không khỏi trầm trồ bởi quá là ngại luôn. Chứng kiến toàn bộ màn cởi áo như một nghệ nhân của cô chị, Rosé đứng ngay bên cạnh đã hết sức kinh ngạc trước độ bạo của chị mình. Sau khi xịt keo vì bất ngờ, bà hoàng biểu cảm Rosé đã để lộ biểu cảm mắt chữ A, mồm chữ O đáng yêu. Thậm chí sau đó chị bé này còn không kìm lòng mà thốt lên thích thú trước sự sexy của chị mình. 6. Tại concert Las Vegas. Nổi tiếng là bà hoàng cà khịa của họ, Jisoo chưa bao giờ khiến Blink thất vọng trước tính cách đi đến đầu phản xét đến đó của mình. Điển hình là trong concert Las Vegas, khi đang biểu diễn hết sức chuyên nghiệp mà nhìn thấy Rosé và Lisa đứng xa lơ với nhau, Jisoo đã thấy và đã đánh giá, nên nhanh chóng tiến về phía sau lưng hai đứa em mình để bắt chước nhảy theo. Cứ tưởng khịa thế là xong, nhưng sau đó Jisoo đã chen ngang vào giữa để chia rẽ uyên ương, khiến fan một phen bất lực. Chưa dừng lại ở đó, khi đã thành công chia rẽ hai đứa em, Jisoo tiếp tục công cuộc làm người tàn ác của mình. Vì nhìn thấy hành động giơ tay để vạch đường tiến lên của nàng sóc, Jisoo đứng sau đã nhìn em mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng, không hiểu nổi cô idol toàn cầu nhà mình đang làm chuyện gì đây. Nhưng sau khi định thần, chị cả đã copy paste lại hành động dễ thương của em mình hết lần này đến lần khác,
khiến fan câm nín trước độ cạc khịa đỉnh cao của idol nhà mình. 7. Tại concert Seoul. Khi vừa giao lưu cùng fan bên dưới khán đài xong, sự chú ý của Jisoo đã va vào sự vô tri của Jaehyun bên cạnh, nên đã không ngừng phán xét cô em của mình. Cụ thể, trong khi trình diễn hit Forever Young vừa tiến về sân khấu chính, Rosé đã nhìn thấy tà váy dài phấp phới của Jennie phía trước, nên đã chớp thời cơ và nắm lấy tà áo của chị mình, rồi đung đưa như thể đang múa lân sư rồng. Ngay khoảnh khắc hờ khảo ấy, Jisoo đã quay sang nhìn Jaehyun bằng ánh mắt hết sức khó hiểu, vì nghĩ rằng cô em mình đang sửa lỗi trang phục cho Jennie. Sau khi hiểu ra vấn đề, Jisoo đã không thể ngừng cười trước sự khờ khạo của cô em. Còn fan ngồi nhà xem mà thấy cảnh này cũng biết ai là chị, ai là em rồi đúng không nào? 8. Tại concert Hamilton. Vừa mới bắt đầu trình diễn hit Yeah 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 tại concert Hamilton, bộ ba Jennie, Rosé và Lisa đã khiến fan trụy tim khi cùng nhau ngồi bệt xuống sàn diễn và lắc lư. Nhưng trái ngược với ba thành viên cùng nhóm, chị đại Jisoo hôm nay không khờ nữa mà ra vẻ người lớn nên đã đứng để trình diễn. Thấy thế, nàng út đã ngước nhìn xem chị mình đang làm gì và giơ tay kéo quần chị mình như thể muốn Jisoo ngồi xuống chơi chung. Trước tình huống thế này, Jisoo đã cúi đầu nhìn cô em của mình bằng ánh mắt không thể ngạo nghễ hơn, như thể là một người lớn chính hiệu đang ra dáng trưởng thành. Thậm chí, thay vì lắc đầu say no, chị cả hát hương đã xé xác lắc hông để từ chối em mình, khiến fan một phen bất lực trước cái cách mà Jisoo ra vẻ với ba thành viên còn lại. Đúng là làm chị khó đấy, phải đau chuyện đồ, hận thù cỡ này với em thì chỉ có Kim Jisoo mà thôi. 9. Khi ghi hình MV. Trong khi ghi hình cho MV How You Like That, họ đen hồng đã khiến fan bật cười trước tính cách sơ hở là phán xét là hơn thua của mình. Nói thế là vì khi Lisa vừa mới nói rằng bản thân trong phân cảnh rap tại chợ trời rất quyền lực, thì ekip chuyển sang cảnh Rosé và chị đại Jisoo đang ngồi bắt chước lại thần thái ngầu lòi của cô nàng. Nhưng đáng nói ở chỗ, cặp chị em này cà khịa rất có tâm nha, ngồi ngay trước mặt Lisa và quơ tay múa chân để ra vẻ. Trước màn cà khịa này của hai thành viên cùng nhóm, nàng út khờ ngồi ngay bên cạnh đã ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi chán không muốn nói. Dù đã không hề thốt ra một câu phán xét nào, nhưng từ ánh mắt thẫn thờ cùng vẻ mặt khó hiểu của Lisa đã nói lên tất cả. Rất may khi cuối cùng thì Jisoo và Rosé cũng khịa xong, khiến nàng út phải phi cười bất lực trước độ nhây của hai chị mình. 10. Tại concert Hà Nội. Lần đầu tiên ghé chân tới Hà Nội, Blackpink đã khiến khán giả không thể ngăn được sự phấn khích tột độ khi được gặp các cô nàng. Đặc biệt là trong lúc chuẩn bị biểu diễn ca khúc Really, khán giả đã thi nhau đọ độ nhiệt của mình bằng cách hò reo tên các thành viên. Trước bầu không khí này, cô nàng Jisoo cũng đáp lại tình cảm cuồng nhiệt của fan bằng cách gửi đi một nụ hôn gió thật lớn. Hành động này không thể nào qua mắt được đại ca Jennie đang đứng ngay bên cạnh, nên nàng Mandu đã quay sang người chị của mình và dành một ánh mắt không thể phán xét hơn, như thể bản thân đang không thể chịu đựng được sự đáng yêu quá mức của thành viên cùng nhóm. Chính vì yêu nhau lắm thì dễ làm nhau đau, nên bên cạnh những khoảnh khắc tình thương mến thương công khai, các cô gái Blackpink của chúng ta cũng không thiếu những khoảnh khắc phán xét và đánh giá lẫn nhau trước mỗi lần bật chế độ diễn show hay ra vẻ của thành viên cùng nhóm. Vậy nhưng điều này cũng cho các fan thấy các thành viên thân thiết với nhau đến nhường nào và cảm thấy các nàng đã thoải mái ra sao khi ở bên nhau. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những khoảnh khắc phán xét của các cô nàng nhá hương này? Hãy bình luận bên dưới cho tụi mình được biết với. Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên đăng ký và ấn vào quả chuông thông báo mỗi khi N2T Kpop có tin tức mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye!